Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cả sẽ lại bên quán xe ga nha. Địa chỉ 237 Ngô Quyền. Hiện tại cửa hàng đang giảm sâu tất cả dòng xe đã hát có tại cửa hàng. Mọi người vào xem và để lại bình luận, cửa hàng sẽ gửi tất cả đường link hát để mọi người tham khảo nha. Hát cửa hàng đang có rất là nhiều xe, từ hơn 50 triệu là có xe rồi. Xin chào Dương Củi nha. SH hiện tại cửa hàng đang giảm sâu tất cả dòng xe SH nhá. Mọi người vào xem. Cửa hàng sẽ gửi đường link chi tiết SH để mọi người tham khảo ạ. Xin chào Dương Lan nha. SH 2012, xin chào Nguyễn Hiếu ạ. 50.800.000 đã có khách cọc ạ. Biển rất là đẹp, B188286. Khách đã cọc rồi nha. SH cả có xe từ đời 2012 cho đến đời 2022. Xe mới chưa nổ xong. Giá chỉ có 78 triệu mấy trăm là có xe rồi ạ. Xin chào Tuấn Anh nha. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm. Và sẽ like chi tiết hoặc là gửi đường link để mọi người tham khảo ạ. Xin chào Trần Đức Thắng nha. Hiện tại SH cả đang về rất là nhiều xe ạ. Đặc biệt là hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp, lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ cần có chứng thư và căn cước công dân là được ạ. Xin chào Lan Hương nha. Xin chào Ước Trần ạ. Everest càng có xe từ 24.800.000 là có xe rồi. Chào Đào Duy Khánh nha. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? Để lại một bình luận dòng xe mình quan tâm và sẽ like chi tiết hoặc gửi đường link để bạn tham khảo nha. Xin chào Ngân Hà. Liberty đời 2016 phanh ABS, giá rất là hợp lý. Chỉ có 25.800.000 là có ly ABS đời 2016 phanh ABS rồi. Bản máy mới, máy IS, máy mới nha. Everest đời 2019, bản đen nhám 40.900.000, xe chạy 3.000 cây, xe gần như mới nhỉ. Mọi người qua cảng ở 237 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương để tham khảo ạ. Hiện tại cảng đang có rất là nhiều dòng xe SH, cảng đang giảm rất là sâu, chỉ từ hơn 50 triệu là có SH rồi. Đặc biệt hỗ trợ trả góp, mọi người chỉ cần có tầm xung quanh 15 triệu được hỗ trợ trả góp rồi. Xin chào anh Nam nha. SH Vision. Ngân Hà ơi, SH 125 đời 2019, cửa hàng đang có xe từ 79.900.000 là có xe màu trắng, 80.800.000 là có SH 125 đời 2019 màu đen nha. Lát nữa nhân viên cửa hàng sẽ gửi đường link chi tiết để bạn tham khảo nha, Ngân Hà nha. Chào Nguyễn Danh. Xin chào Sơn Quyết. Vision đời 2021 bản đen nhám. Bản này hãng nó đang dừng sản xuất. Máy đã dừng sản xuất, xe rất là đẹp, đi chạy có 3.000 cây như mới nha. Xin chào Duy Khương nha. Nguyễn Danh ơi, Everest màu bạc và đang có xe 35.900.000 đời 2019, khóa smart key nha. Lát nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết tất cả dòng xe LED cho bạn tham khảo ạ. Xin chào Hoàng Giang nha. SH 125/2019 màu trắng, 9.900.000 là có xe rồi ạ. SH 150/2017 xung quanh tầm hơn 70, xung quanh tầm 78 triệu là có SH 150 rồi nha. Trần Đức Thắng nha. Lát nhân viên cảng sẽ gửi đường link chi tiết SH 150 cho bạn tham khảo ạ. Xin chào Trung Mu nha. SH 125/2019 màu đen, có xe này, xe rất là đẹp ạ. Xin chào Tiệp Mai nha. SH form của 2017/18/19 chỉ tầm xung quanh từ hơn 70 triệu là có SH 125 đời 2017.
2018 sẽ giờ tầm xung quanh tầm 73 triệu là có xe H125 2018 rồi ạ. Chào Tuấn Nghiên nha. Hiện tại cửa hàng đang về rất là nhiều SH form dáng của 2017-18, SH dáng của 2020, cửa hàng có rất là nhiều xe ạ. Xin chào Vũ Văn Thắng nha. Từ 72 triệu là có S125-2020 rồi ạ. Xe chỉ chạy có vài nghìn cây thôi ạ. Mọi người qua cửa hàng 237 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương để tham khảo ạ. Có thể qua để đi thử, chạy thử, cảm nhận chất xe nha. Hiện tại tháng mới cửa hàng đang giảm sâu tất cả dòng xe H có tại cửa hàng nha. SH về rất là nhiều ạ. SH150 IBS 2019 tầm hơn 106 triệu là của SH150 2019 rồi ạ. Cửa hàng xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe cũ mới. Địa chỉ 237 Ngô Quyền, chuyên dòng xe ga các loại. Địa chỉ 238 Ngô Quyền, chuyên dòng xe mới. Và đặc biệt là tất cả dòng xe 50cc, Way 50, Coupe 50 đang có, cửa hàng đang có xe mới để phục vụ học sinh sinh viên nha. Địa chỉ 289 Ngô Quyền, chuyên dòng xe côn, xe số, xe phân khối lớn ạ. Đặc biệt càng có hỗ trợ mua xe trả góp, thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần có chứng thư hoặc căn cước công dân. Hỗ trợ thủ tục sang tên đổi chủ trong tỉnh và ngoài tỉnh càng đều hỗ trợ nha. Xin chào Nguyễn Chính ạ. Tất cả xe mua tại cả xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe. Bảo hành máy nguyên chất, xe không tai nạn, đâm đụng, không gặp nước nha. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm. Cửa hàng sẽ like chi tiết cụ thể hoặc sẽ gửi đường link để mọi người tham khảo ạ. Xe về rất là nhiều nha. Everest đang có xe 150, chỉ tầm xung quanh 4-5 triệu là có LED 150 rồi nha. Phanh ABS bản mới ạ. SH Form của 2010, xin chào Đỗ Đức Duy nha. SH Form 2016 càng có xe tầm xung quanh 59-60 triệu là có S125-2016 nha. 6-7 triệu là có S150 rồi ạ. Xin chào Vũ Thị Mến nha. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm ạ. Càng sẽ like chi tiết hoặc là sẽ gửi đường link chi tiết cụ thể để mọi người tham khảo ạ. Hoặc có thể qua cửa hàng để đi thử, chạy thử để cảm nhận chất xe nha. Xe cửa hàng vé rất là nhiều nha. Xin chào Giáp Lá Cà, bạn đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? SH cửa hàng có rất là nhiều xe. Hiện tại cửa hàng đang giảm sâu tất cả dòng xe SH có tại cửa hàng nha. Mọi người qua cửa hàng để tham khảo xe hoặc là lại bình luận, cửa hàng sẽ gửi đường link chi tiết để mọi người tham khảo ạ. Xin chào Thuận Trần nha. Chào Vi Phạm ạ. Vision cửa hàng đang có xe đời 2021 bản đen nhám, bản mới nhất năm nay nha. 39.300.000 là có xe rồi ạ. Xe gần như mới. Chào Nguyễn Xuân Linh nha. SH LVX125 đời 2017, giá chỉ có 24.900.000 là có xe. Xe đi rất là lướt ạ. Xin chào Đức Tâm nha. SH Mo đời 2020 phanh ABS bản cá tính ạ, có 2.800.000 là có xe rồi ạ. Xin chào Quang Hiếu nha. Chào Hiếu, có Hiếu ạ. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết cụ thể nha. Everest cả có xe từ đời 2014 cho đến đời 2021-22 cả đều có xe ạ. Tất cả xe mua tại cả hàng đều được bảo hành tuyệt đối chất lượng xe nha.
bảo hành máy nguyên chất, xe không tai nạn đâm đụng, không ngập nước ạ. Mọi người có thể qua cửa hàng ở 237 Ngô Quyền để tham khảo dòng xe ga có tại cửa hàng nha. Hoặc có thể truy cập vào website xemayhaizuong.com. Trên đấy có tất cả hình xe, giá xe và thông tin xe để mọi người tham khảo ạ. Xin chào Vinh Trắng nha. Hiện tại cửa hàng đang có chương trình tri ân khách hàng. Tất cả xe mua tại cửa hàng đều có quà ạ. Mọi người qua cửa hàng để tham khảo xe. Đi thử chạy thử thoải mái nha. Xin chào Hậu Xịn ạ. Cái platform của 2020 cả có xe từ 12 triệu là có xe rồi ạ. Cả có mua bán trao đổi tất cả dòng xe nha. Cái 2020-21 cả có xe từ 125 đến 150, 150 ABS đều có xe ạ. Xin chào lãng khách nha. Xin chào Thu Thủy Nguyễn ạ. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào, cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe la chi tiết cụ thể ạ. Xe về rất là nhiều. Hiện tại cả đang có rất là nhiều xe ạ. Kể cả bên dòng quán xe số cả có rất là nhiều xe Way, CZS, Ram và Exciter, phân khối lớn. Giá thời điểm hiện tại mọi người đang mua là rất là hợp lý ạ. Đặc biệt là có hỗ trợ thủ tục sang tên đối với khách ở tỉnh ngoài nha. Mọi người ở bất kỳ đâu cũng có thể mua xe. SH nhập hiện tại đang có 2 xe, 125 và 150 ạ. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để mình nhận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết cụ thể ạ. Hiện tại khả năng đang cung về dòng xe Way 50 và Cup 50 dành cho học sinh sinh viên không cần bằng lái, giá rất là hợp lý, chỉ từ 12.500.000 là có xe 50cc, xe mới ạ. Xin chào Đoan Hiệp nha. Chào Lê Công Linh ạ. Xe khách đã cọc ạ. Xe H 2012 biển siêu đẹp. Mọi người có thể lên cửa hàng xem xe, đi thử chạy thử để cảm nhận chất xe ạ. Tất cả xe mua tại cửa hàng đều được bảo hành tuyệt đối về máy. Máy nguyên chất, xe không đâm đụng tai nạn ạ. Hiện tại là đang có rất là nhiều xe giảm giá sâu hết cỡ thời điểm hiện tại ạ. Mọi người qua cửa hàng 237 để tham khảo xe nha. Đi thử chạy thử thoải mái ạ. Mọi người quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết, quay chi tiết cho mọi người nha. Ai đang quan tâm đến dòng xe 50 dành cho học sinh sinh viên có thể qua cửa hàng 238 để tham khảo dòng xe Cup và dòng xe Way 50 ạ. Giá rất là hợp lý. Thì điểm hiện tại đang giảm giá sâu là 12.500.000 là có xe rồi ạ. Xin chào Đoàn Văn Chuyên nha. Xe cả đang có rất là nhiều xe. Mọi người cứ quan tâm đến dòng xe nào để lại bình luận, em sẽ like chi tiết cụ thể cho mọi người tham khảo ạ. Tại vì là rất là nhiều xe nên là không thể quay chi tiết một con một. Nên là mọi người quan tâm dòng nào em sẽ quay chi tiết con đấy ạ. Lê Thành Đạt ơi, LED cửa hàng có xe từ 24.600.000 là form 2014 như con này, 24.600.000 này. Đến form dáng của 2016, 18, 19 thì là form như này. 2016 như con này là 30.600.000 này. Con này là 35.900.000 từ 2019 khóa smart key nha. Còn LED 150 cả đang để ở bên trong ạ. Lê Thành Đạt ơi,
2018-19 cửa hàng có xe như bản đen nhám sẽ là 37.500.000, là có đen nhám 2018 này, đen nhám 37.500.000. Còn bạn mua bản thường, ví dụ như màu như con này, màu ghi như này thì là 35.900.000 thôi, là có đời 2019 khóa sắm cây rồi. Nát nhân viên cả sẽ gửi đường link nha. LED 2019. Đây. Đời 2019 khóa sắm cây, bản này là bản 3D, in 3D nhá. Xe nó chạy ra tầm xung quanh nốp náp của này nó sẽ giờ tầm xung quanh tầm 9 đến vạn, tầm xung quanh vạn cây nha. Như con này bạn sang tên là vẫn nguyên biển mới này. Lan nhân viên cửa hàng sẽ gửi đường link chi tiết để cho bạn tham khảo nha, Lê Thành Đạt nha. Xin chào Nguyễn Hoàng nha. Xin chào Tuyên Lê ạ. Xin chào Bùi Quốc Huy nha. Xin chào Thái Ất nha. Hoặc là bạn có thể vui lòng để lại số điện thoại, nhân viên cửa hàng sẽ gửi đường link hoặc là sẽ gọi điện để tư vấn cụ thể cho bạn nha. Form của 2019 hiện tại của anh đang có 4 xe. Vấn đề là xe nó có, sẽ có theo từng bản mà cái giá xe nó sẽ khác nhau. Ví dụ như 2019 cùng là 2019 nhưng là màu thường giá sẽ hợp lý hơn là màu bản đặc biệt là bản đen nhám, giá sẽ là hơi cao một chút. Xin chào Hà Tùng nha. Xin chào Đăng Khoe ạ. Hiện tại đang có dòng Vision hot hit nhất hiện nay. Cả em đang có một con Vision 2021 bản đen nhám, bản đặc biệt. Bản này thì hiện tại nhà máy đã dừng sản xuất, nó bỏ mẫu này, nó chỉ ra màu xanh sần, nó sẽ không ra bản màu đen sần. Nên giá đại lý hiện tại xe mới nó vẫn đang hơn 50 triệu ạ. Cả em đang bán với giá 39.300.000, xe chạy 3.000 cây, bản đặc biệt ạ. Xe như mới luôn ạ. Xin chào Nguyễn Đình Nghĩa nha. Em LED 150 cả, nó có rất là nhiều xe ạ. Xin chào Lê Thanh Hải nha. Hiện tại SH cả em đang có rất là nhiều xe, giảm giá sâu hết cỡ luôn đấy ạ. SH 2019 chỉ tầm xung quanh 79 triệu là có xe rồi ạ. Xe cửa hàng bán xe tất cả đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng. Xin chào Lương Sơn Hồng ạ. Nên mọi người khi mua xe tại cửa hàng em đều sẽ được bảo hành tuyệt đối về máy. Thứ nhất là máy nguyên, máy chất, xe không tai nạn đâm đụng, không ngập nước, an ninh trọn đời xe. Đến với cửa hàng em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình cụ thể ạ. Mọi người quan tâm đến dòng xe nào cứ để lại bình luận dòng xe mình quan tâm, thằng em sẽ like chi tiết cụ thể hoặc sẽ gửi đường link để mọi người tham khảo ạ. Hôm nay chủ nhật rồi, mọi người qua cửa hàng để tham khảo xe đi ạ. Có rất là nhiều xe ạ. Xe số, xe ga, xe mới, cả đều có xe ạ. Xin chào Nguyễn Mạnh nha. Xin mỗi người một lần like và lượt chia sẻ ạ. Cảm ơn mọi người đã xem bài live ngày hôm nay ạ. Em sẽ quay lại và live xem bên xe số ạ. Xin cảm ơn mọi người nha.